Các anh chị ơi, bên em vừa mới ôm một cái lô hàng rất là lớn với số lượng cực kỳ là lớn, cho nên là giá thành của nó cực kỳ là rẻ các anh chị ạ. Và ngay lập tức em sẽ làm một cái video để lên giới thiệu cũng như chia sẻ đến các chị và tri ân khách hàng cho những anh chị nào mà đặt những cái sản phẩm đầu tiên bên em các anh chị nhá. Mã sản phẩm hôm nay bên em muốn lên giới thiệu chia sẻ đến các chị ở đây chính là cái mẫu sản phẩm camera Yoosee bóng đèn các anh chị ạ. Đây là cái dòng sản phẩm camera an ninh giám sát chuyên lắp đặt ở những nơi trong nhà hoặc là những nơi có mái hiên, mái che các anh chị nhá. Đấy, sản phẩm này thì với đầy đủ tất cả các tính năng như là có thể xoay được 360 độ này, mắt cam xoay 360 độ, cho nên rất là tiện lợi. Các anh chị chỉ cần mua một chiếc camera này thôi, lắp đặt trong gia đình, công ty, văn phòng làm việc của mình là nó có thể bao quát được tất cả xung quanh các anh chị nhá. Bởi vì cái camera này rất là thông minh tiện lợi, khi có người xuất hiện chiếc camera này thì nó sẽ ngay lập tức bám theo chuyển động, người đi đến đâu thì cái mắt cam này nó sẽ xoay theo đi đến đấy cho các anh chị này. Đồng thời thì cái camera này nó cũng sẽ gửi ngay tin nhắn vào trong điện thoại để thông báo cho anh chị biết rằng có người đang xuất hiện trước camera này. Đấy, ngoài ra anh chị có thể trò chuyện trực tiếp được với cái người đang đứng trước camera này, cũng như là cái camera này có thể quay video ban đêm có màu sắc như ban ngày các anh chị ạ. Đấy, cùng một lúc sử dụng hai chức năng công dụng, vừa là chiếc camera an ninh giám sát, vừa là cái bóng đèn để chiếu sáng cho các anh chị nhá. Đấy, cho nên nó có tên gọi là camera Yoosee bóng đèn các anh chị ạ. Đấy, các cái đèn led này các anh chị thấy không, mình bật vào ban đêm thì nó sẽ sáng trắng, đấy giống như ánh sáng ban ngày, cho nên là quay video có màu sắc các anh chị nhá. Và cái đèn này các anh chị có thể cài đặt chế độ tự động tắt mở được ở trên ứng dụng các anh chị ạ. Đấy, cũng như em đã nói ở trên, tức là bên em vừa mới ôm về được một lô hàng này với số lượng cực kỳ là lớn, cho nên giá thành của nó sẽ cực kỳ là sốc khi em thông báo cho anh chị ở đây. Đấy, giá thành của cái sản phẩm này bên em công khai luôn trong video này cho các anh chị chính là 330k bao ship cho các anh chị nhá. Đấy, bên em đã công khai giá trên các cái video như này thì đảm bảo tất cả các anh chị là không có đơn vị nào có thể cạnh tranh nổi với cái giá công khai của bên em hiện nay đang bán trên thị trường như thế này các anh chị nhá. Ngoài ra những anh chị nào mà muốn lấy thêm thẻ nhớ thì sẽ cộng thêm 100k nữa, thì thẻ nhớ bên em sẽ cộng thêm cho anh chị một cái thẻ nhớ 32GB để những anh chị nào mà muốn mua thêm cái chị nhá. Đấy, thì tổng sản phẩm đấy, nếu như các anh chị mua cả thẻ nhớ này miễn phí ship thì tổng của nó sẽ là 430.000 bao ship, bảo hành 1 năm và tặng thẻ nhớ 32GB cho các anh chị nhá. Đấy, sản phẩm này thì sử dụng rất là đơn giản dễ dàng. Đấy, các anh chị tải ứng dụng về sau đó quét mã QR vào là có thể sử dụng được ngay lập tức các anh chị nhá. Đấy, đây là cái đuôi đèn này, các anh chị có thể xoáy trực tiếp vào trong cái đuôi đèn trong gia đình của mình cũng được, hoặc là các anh chị có thể xoáy vào cái đuôi đèn mà bên em tặng kèm cho anh chị như này. Các anh chị có thể gắn trực tiếp trên tường như này, gắn trực tiếp vào tường các anh chị nhá. Đấy, hoặc là các anh chị có thể là thả xuống như này. Đấy, thả giống như cái bóng đèn bình thường như này, các anh chị có thể gắn trên trần đều được các anh chị nhá. Và ngay sau đây thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách thức kết nối, cài đặt cũng như khám phá các chức năng công dụng của chiếc camera Yoosee bóng đèn này ạ. Các anh chị ơi, ngay bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách thức kết nối, cài đặt cũng như mời các anh chị khám phá các chức năng công dụng của chiếc camera Yoosee bóng đèn này các anh chị nhá. Đấy, các anh chị thấy không, khi các anh chị nhận hàng về thì việc đầu tiên là các anh chị sẽ cung cấp nguồn điện như thế này các anh chị nhá. Đấy, các anh chị cung cấp nguồn điện thì cái camera này nó sẽ đi vào hoạt động và nó sẽ phát ra cái âm thanh kêu pít pít như này các anh chị nhá, tức là nó đã sẵn sàng hoạt động này. Thì việc tiếp theo là các anh chị chỉ cần lấy điện thoại thông minh của các anh chị ra. Đấy, các anh chị thấy không, lấy điện thoại thông minh của mình ra và các anh chị tải cho em cái ứng dụng có tên là ứng dụng Yoosee này này. Đấy, IOOSEE các anh chị nhá, biểu tượng hình con mắt đây các anh chị này. Đấy, các anh chị nhìn đúng cái biểu tượng này. Đấy, và cái chữ này các anh chị vào kho ứng dụng các anh chị nhá, các anh chị tải về. Đấy, và khi tải được ứng dụng như thế này thì bắt đầu mình sẽ đi vào kết nối các anh chị này. Đấy, vào ứng dụng thì các anh chị chỉ việc ấn vào cái ứng dụng mà các anh chị muốn kết nối ở đây. Đây các anh chị nhá. Đây, trên điện thoại của mình thì các chị sẽ ấn vào đây, đây là cái phần quảng cáo này các chị sẽ bỏ qua và mình sẽ ấn vào cái phần Yoosee ở đây này. Đấy, đi vào ứng dụng các chị nhá. Đấy, tiếp theo các chị sẽ ấn vào biểu tượng dấu cộng ở đây, tức là thêm thiết bị này các chị thấy không, thêm thiết bị mới này các chị ấn vào dấu cộng này. Đấy, thì nó sẽ cho phép các anh chị thêm thiết bị mới ở đây. Khi camera này hoạt động thì ngay lập tức cái mã wifi nó phát ra thì ngay lập tức nó sẽ kết nối với ứng dụng như này. Các anh chị chỉ việc ấn vào. Đấy, thêm, đồng ý thêm các chị nhá. Đấy, vào đến đây rồi thì các anh chị chỉ cần làm theo các cái hướng dẫn này. Đây, nó làm theo tự động hết cho cái gì này. Đây các bác thấy không? Đấy, các anh chị chỉ việc ấn xác nhận. Đấy, khi nó yêu cầu các chị nhá, còn bình thường như thế này là hoàn toàn tự động hết cái chị này. Thì đến đây tức là nó sẽ nhập mà mã, nhập tên của cái mạng wifi nơi các chị lắp đặt này cũng như mật khẩu ở đây các chị nhá. Các anh chị xác nhận xong thì các anh chị nếu mà nó đúng thì các chị ấn tiếp tục ở đây cho em này. Đấy, như thế này là ok đúng không? Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ chuyển các chị sang một cái trang mới như thế này. Đấy các bạn thấy không? Đấy, tự động làm hết cho mình các chị nhá. Đấy, thì đến đây thì các anh chị cứ làm theo yêu cầu. Đấy, cứ đợi nó thôi các chị thấy không? Đấy, nó bằng tiếng Việt hết cho nên rất là dễ các chị nhá. Đấy, các chị đợi này. Cái quá trình cài đặt kết nối này thì nói chung là nó mất khoảng là 1 phút là mình có thể là tự cài đặt kết nối cái camera với điện thoại để các chị xem các chị nhá. Đấy, như thế này là ok, là thiết bị đã tải lên đúng không? Đấy, thì các anh chị chỉ việc đợi các chị nhá. Đấy, như thế này là ok. Vào đây thì các chị chỉ việc đặt tên cho cái camera này. Đây, ví dụ như ở đây nó có sẵn các cái tên như thế này thì em cứ lấy một cái tên có sẵn này. Đấy, sau đó các chị ấn xác nhận các chị nhá. Còn các chị khi mình đặt thì có thể đặt theo tên con cái hoặc theo vị trí mà các chị đang lắp đặt cái camera này đều được các anh chị nhá. Đấy, thì đến đây thì các chị chỉ việc ấn vào đây các chị xem này. Đấy, camera của mình đã kết nối vào đây thì các chị chỉ việc ấn vào các chị xem nhá. Đấy, rất là đơn giản đúng không? Hình ảnh ngay lập tức đã kết nối vào trong điện thoại cho mình ở đây. Các chị thấy không? Đấy nhá, em sẽ mở to màn hình ra để cho các chị xem này. Đấy, khi mình phóng to màn hình các chị thấy ở trên đây nó sẽ có này. Đấy, Full HD. Ở đây tức là cái chất lượng sản phẩm ở đây các chị này. Đây nha, các chị ấn vào đây này. Đấy, ở đây nó sẽ có này các chức năng, ví dụ như ở đây là độ phân giải hình ảnh, các chị sẽ ấn tăng lên Full HD siêu sắc nét cho các chị này. Đấy, ngoài ra thì ở đây ví dụ như các chị muốn chụp ảnh quay phim thì nó có hết ở đây này, ấn vào đây thì nó sẽ chụp ảnh này. Đấy, máy quay phim ở đây các chị này. Đây là biểu tượng máy quay phim các chị nhá. Ấn vào đây thì nó chạy dây như thế này, nó đang quay video các chị này. Đấy, dừng quay ở đây các chị nhá. Đấy, và trên đây thì nó có các chức năng như là cảnh chống trộm này, đuổi trộm, đuổi nhanh cái thứ nhá. Đấy, thì lần lượt em sẽ giới thiệu chia sẻ cho các chị ở cái phần tiếp theo các anh chị ạ. Đấy, các chị muốn nghe các âm thanh xung quanh cái camera này thì các chị sẽ ấn vào đây. Đấy, các chị sẽ ấn vào cái biểu tượng loa này. Đấy, thì nó sẽ phát ra âm thanh để các chị nghe xung quanh đúng không? Đấy, thì ở đây là do cái camera với cái điện thoại này ở gần cho nên là em sẽ tắt đi để nó khỏi bị xung âm các chị nhá. Đấy, và các chị muốn điều chỉnh cái mắt camera xoay 360 độ ở đây thì các chị sẽ ấn vào cái biểu tượng hình tròn ở đây các chị nhá. Đây này. Đấy, các chị ấn vào đây, sau đó các chị có thể điều chỉnh mắt cam này. Các chị sẽ nhìn thấy ở đây không ạ? 4 cái hình tròn sang 4 phía ở đây, tức là lên trên xuống dưới sang trái sang phải thì các chị cứ làm theo hướng dẫn ở đây. Các chị nhá, ví dụ các chị muốn cái mắt cam này lên trên này, ấn vào biểu tượng hình chấm ở trên này. Các chị thấy không? Đấy, thì cái mắt cam nó di chuyển lên trên các chị nhá. Đây, bấm sang trái này. Đây chị thấy không? Đấy, ấn vào đây thì nó sẽ di chuyển theo này. Anh chị thấy không? Anh chị để ý hình ảnh cũng như là để ý cái mắt camera giúp em các chị nhá. Đây các bác thấy hình ảnh này, siêu sắc nét các chị nhá. Đây này. Đấy, các chị di chuyển ngược lại này. Đấy, các chị nhá. Đấy, mình ấn một cái thì nó sẽ di chuyển một cái. Còn ví dụ như các chị mà muốn di chuyển nhanh, các chị để ý cái mắt cam đằng sau các chị nhá. Đấy, thì các chị sẽ giữ chết ở đây này. Đấy, thì nó sẽ di chuyển nhanh các chị nhá. Đấy, di chuyển nhanh thì cực kỳ là nhanh các chị ạ. Đấy, còn anh chị muốn di chuyển từ từ, đấy, để các chị căn, các chị bắt các cái góc, đấy, để theo dõi. Đấy, thì các chị sẽ ấn từ từ như này. Đấy, thì nó sẽ di chuyển từ từ lại cho các chị. Đấy, các chị thấy không? Rất là đơn giản các chị nhá. Đấy, thì đấy là cái chức năng, tức là giúp các anh chị có thể là điều chỉnh cái vị trí mắt camera về cái vị trí góc quay mà nơi mà các anh chị muốn lắp đặt sử dụng các chị nhá. Đây các bạn thấy không? Hình ảnh rất là rõ nét các anh chị ạ. Và khi các chị xem trên điện thoại như này, đấy thì các chị có thể phóng to thu nhỏ các chị nhá. Đây này, em sẽ quay lên. Đấy, lưng góc quay này các chị thấy không? Đấy, siêu sắc nét các chị đấy này. Đấy, hình ảnh cực kỳ là rõ nét các anh chị nhá. Đấy, và ngoài ra thì các anh chị có thể khám phá thêm các cái chức năng khác ở đây. Đấy, thì lần lượt em sẽ chia sẻ cho anh chị này. Đấy, em sẽ quay trở về đây để giới thiệu thêm cho các anh chị nhá. Đấy, ví dụ như các anh chị muốn đàm thoại hai chiều trực tiếp thì các anh chị sẽ ấn vào cái biểu tượng cái mic này để các anh chị trò chuyện với cái người đang đứng trước camera. Đấy, mình sẽ giữ chết ở đây như này. Alo. 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 Đấy, chị nghe thấy không? Alo. Alo. Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ truyền hình ảnh, truyền âm thanh vào bên trong để giúp các anh chị có thể đàm thoại hai chiều trực tiếp các anh chị nhá. Đấy, tiếp theo ở đây tức là dịch vụ đám mây này. Đấy các chị nhá. Đây các chị thấy này, em sẽ lần lượt giới thiệu hết cho các anh chị nhá. Đây này, tắt âm lượng đi đã để nó khỏi bị xung âm các chị ạ. Đây này, ví dụ như ở đây, ví dụ anh chị nào muốn xem lại thì các chị ấn vào đây các chị xem lại này. Đấy, xem lại ở đây tức là cái phần nó lưu vào thẻ nhớ các chị nhá. Đấy, thẻ nhớ thì các chị sẽ ấn vào cái phần nội dung tự quay ở đây thì nó sẽ lưu lại các cái ảnh, các cái video ở đây để các chị xem lại. Thì ở đây em chưa lắp cho nên là nó sẽ chưa có cái phần, chưa có cái video ở đây cho các chị xem các chị nhá. Đấy, ngoài ra các chị có thể là bật đèn. Đây này, các chị có thể bật đèn ở đây lên này, các chị có thể điều khiển cái bóng đèn ở đây các chị nhá. Đây này, em sẽ bật lên này. Các chị để ý nhá, ánh sáng trắng này, ấn vào đây. Các chị thấy không? Đèn sáng này. Đấy, tắt đèn này các chị nhá. Đấy, tắt đèn này, bật đèn này. Các chị thấy dễ không ạ? Rất là đơn giản, nó bằng tiếng Việt, các anh chị cứ làm theo hướng dẫn này. Đấy, còn ở đây ví dụ như chức năng đuổi nhanh, chống trộm đây anh chị này, các chị bật lên. Đấy, thì nó sẽ phát ra âm thanh để cảnh báo. Đấy, cho các cái đối tượng trộm cắp hoặc là những cái đối tượng mà có các ý đồ xấu mà các anh chị biết rằng nó đến đây với những cái mục đích không tốt thì anh chị sẽ bật cái chức năng này lên. Đấy, để cảnh báo cho các cái đối tượng này biết rằng mình đã bị theo dõi giám sát các anh chị nhá. Đấy, và đây nó có thông báo báo động ở đây. Đấy, các chị bật chức năng này lên thì nó sẽ, tức là khi có người xuất hiện trước camera này thì nó sẽ gửi tin nhắn vào điện thoại để thông báo cho các anh chị nhá. Đấy, bật lên này. Đấy, Và tiếp theo các anh chị muốn chia sẻ cho bạn bè người thân của mình thì các anh chị sẽ ấn vào đây. Đấy, ví dụ các anh chị muốn chia sẻ cái sản phẩm này, các anh chị có thể chia sẻ cho 15-20 điện thoại cùng xem thoải mái các anh chị nhá. Đây, các anh chị có thể chia sẻ bằng tài khoản hoặc chia sẻ bằng mã QR ở đây. Các bác thấy không? Rất là dễ các anh chị nhá, bởi vì nó bằng tiếng Việt hết. Là các anh chị muốn khám phá chức năng công dụng nào thì các anh chị chỉ việc ấn vào đây các anh chị xem các anh chị nhá. Đấy, và tiếp theo các anh chị có thể là ấn vào cái biểu tượng hình bánh răng ở góc phải đây các anh chị này. Đây nhá. Đấy, các chị thông cảm bởi vì tay em vừa cầm camera vừa cầm cái điện thoại này cho nên là nó hơi khó, nó hơi rung, các chị thông cảm nhá. Đấy, thì khi ấn vào đây các chị thấy không? Đấy, các chị sẽ ấn vào đây, ví dụ như bảo vệ thông minh này, các chị thấy này. Đấy, ấn vào cái phần bảo vệ thông minh ở đây thì nó có các chức năng thông minh, ví dụ như là các chị có thể cài đặt các cái thời gian trông nom ở đây. Đấy, hoặc là sự kiện cảnh báo như thế nào, thay đổi màn hình như thế nào, các chị thấy không? Đấy, có người hoạt động. Đấy, thì các anh chị bật chức năng này, tức là khi có người thì nó mới cảnh báo chuyển động cho các anh chị nhá. Đấy, và tiếp theo ở dưới đây nó có chức năng theo dõi hình người đây này. Đấy, theo dõi ở đây tức là bám theo chuyển động các anh chị nhá. Có người xuất hiện trước camera này thì ngay lập tức nó sẽ bám theo người. Các anh chị bật chức năng này lên các chị này. Đấy, thì người đi đến đâu thì cái mắt cam này nó sẽ xoay theo đi đến đấy các anh chị nhá. Đây, các bác để ý cái mắt cam đây giúp em các chị này. Đấy, các anh chị để ý cái mắt cam nhá. Bây giờ em sẽ di chuyển cho các anh chị xem. Đấy, thì cái mắt cam nó sẽ bám theo các chị này. Đấy nhá. Đấy, anh chị thấy không? Đấy, bắt đầu mình di chuyển này. Đấy, người đi đến đâu thì cái mắt cam này nó sẽ bám theo đi đấy các chị ạ. Đấy, và bây giờ mình sẽ di chuyển ngược lại các chị nhá. Anh chị thấy không? Đấy, rất là thông minh đúng không? Đấy, đấy là cái chức năng bám theo chuyển động các anh chị nhá. Đấy, và ngoài ra thì nó còn rất nhiều các cái chức năng khác thì các anh chị sẽ cùng em khám phá ở đây. Đấy, các anh chị sẽ quay trở về cái phần cài đặt ở đây các anh chị nhá. Đấy, trong cái phần cài đặt này các anh chị thấy không? Vừa giờ là mình khám phá các chức năng thông minh, bảo vệ thông minh đúng không? Đấy, ngoài ra thì ở đây nó còn có các chức năng ví dụ như là thiết lập ghi hình này, đấy, hình ảnh này, âm thanh này, các anh chị thấy không? Đấy, các chị muốn cài đặt âm thanh, muốn cài đặt hình ảnh thì các chị ấn vào đây, các chị cài đặt các chị nhá. Đấy, bác làm muốn cài đặt hình ảnh chất lượng trung bình, chất lượng cao hoặc siêu cao thì các chị cứ vào đây ấn vào làm theo. Đấy, nói chung là nó bằng tiếng Việt, nó rất là dễ các chị nhá. Đấy, còn bác nào muốn cài đặt ánh sáng trắng ở đây các chị này. Đấy, ban nãy này em giới thiệu cho chị, tức là các chị có thể cài đặt chế độ tự động tắt mở cái đèn. Đấy, thì các chị sẽ ấn vào đây các chị nhá, sau đó các chị ấn vào phần thêm mới đây các chị này. Đấy, ví dụ như ở đây các chị có thể lựa chọn thời gian này, đây này, thời gian bật đèn, thời gian tắt đèn ở đây các chị nhá. Đây là cái thời gian ở đây, các chị có thể lựa chọn thời gian mà các anh chị mong muốn, các chị thấy không? Đấy, rất là đơn giản, thông minh và tiện lợi các anh chị nhá. Đấy, và ngoài ra các anh chị nào mà không muốn sử dụng nữa thì các anh chị sẽ ấn vào cái phần xóa camera này. Đấy, thì nó sẽ thoát ra ngoài cho các anh chị nhá. Đấy, rất là đơn giản, dễ dàng, thông minh, tiện lợi như vậy các anh chị ạ. Đấy, thì các anh chị nào mà đang có nhu cầu mua hoặc cần tư vấn hỗ trợ thêm về cái dòng sản phẩm này thì các anh chị cứ liên hệ qua bên em theo 2 số điện thoại tư vấn tổng đài ở trên các anh chị nhá. Đến đây thì em xin dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.